Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chữa bệnh đau đầu nha. Đau đầu con nắm nắm tay vào. Nắm tay về cho cái này vào trong. Cho ngón cái vào trong. Rồi, nếu mà đau đầu chúng ta chữa như sau nha. Nếu mà chúng ta đau phía trước trán thì xoa chỗ này. Nếu mà đau đỉnh đầu thì xoa đây. Nếu mà sau đau gáy thì xoa chỗ này. À, nếu đau hai bên cạnh đầu thì chúng ta xoa hai bên này. Bạn mà có cái này thì bạn hơ nha, nha ngải cứu thì chúng ta hơ, còn không có nha ngải cứu Bạn mua nha, nếu bạn không có thì bạn mua nha. thì trật tự, nếu mà không có nha ngải cứu không mua được thì chúng ta có thể dùng máy sấy, nhưng mà để đơn giản bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chữa bệnh được. Chúng ta dùng tay phải, chúng ta xoa ngón xoa bàn tay trái nắm lại nào, Nóng quá. đó làm một tẹo là nóng Đau ấm quá. không nói liên thiên nha, bị Nóng cả đầu thì xa cả luôn. nhìn ấy nha, nóng chứ được đây. Chưa nóng đâu, còn đâu nóng, còn chậm chuyển nó chậm được đâu, không nóng đây. Đây nắm vào, Bây giờ hơ thôi hơ cũng vậy mà đó. Đấy là cách thứ nhất nha, chúng ta có thể dùng tay bên phải xoa tay bên trái. Vi, bỏ mẹ ra con. Xoa hết. Đấy là một cách này. Cách thứ hai. Hợp. Hơ thì cũng vậy. Là làm nóng này. Cách thứ hai này, ngón tay giữa này, chúng ta dùng bút cái đầu bút được, hoặc chúng ta dùng đầu ngón tay bên kia chúng ta bấm hai cái đầu móng tay này, bấm chỗ này hai bên nha. Bi trêu mẹ con. Đây, hai một chúng cái nó ta khoảng sẽ bị 30 giây. hơ vào mặt Bi hư. nhưng phải tránh xa ra, không là chưa không được. Nhân thiên. Cách thứ ba này. Cách thứ ba chúng ta làm như sau. Ngẩng cái mặt lên. Hai cái đầu mày này. Chúng ta day. Day hai cái đầu mày. Buồn nữa. Cách nữa nha. Cào đầu. Từ đằng trước đằng sau. Ngồi im cho mẹ cáo, không phải đi ra cho mẹ quay. Đi ra cho mẹ làm mẹ. Đi ngồi im cho mẹ làm, đi không thì mẹ đi ra. Thôi. Mẹ con ra đi. Ra cho mẹ làm mẹ. Anh nghỉ tiếp. Bánh mì nữa ở đâu? Ăn cái bánh mì sáng con để còn Ê, như để vậy. con hơ cho. Thôi. Nếu mà các bạn lấy thì các bạn phải hơ. Dịch ra đi. Dịch ra cho mẹ làm nào. Này, mất trật tự. Mẹ phạt bây giờ đấy. Chúng ta cào đầu nha. Đứng cào đầu cho. Bi. Bỏ ra cho mẹ. Này. Mẹ nóng tính rồi này. Nha, nhìn nhố mẹ hư mẹ đánh cho đấy. Cào từ trước ra sau. Cào từ sau ra trước đi các bạn ạ. À. Mẹ ơi rồi đấy. Cào từ sau ra trước. Vào cái mồm Vi rồi. Thôi mẹ không làm nữa.